Dạ vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Audio Airway 301 nhé. Vâng, và trước mắt các bác thì em đang test thử con Red đèn qua tải mạ âm thanh và xong rồi xuống âm ly các bác. Đấy. Và hôm nay em xin làm clip này để đập hộp với con Red đèn cho các bác nào đã có DAC nhá và muốn bổ sung thêm cái con Red đèn này. Và bây giờ em xin mở một cái hộp mới. Đây. Đây, cái phiên bản này thì nó có hai màu các bác nhé. Đây của hãng Suga Audio sản xuất. Đấy, đầu tiên mở ra thì em thấy một cái tờ hướng dẫn sử dụng này và một cái phiếu bảo hành, một cái tem. Em bỏ gọn xuống này. Tiếp theo là đến bộ khuếch đại âm thanh các bác nhé. Đây em gọi là bộ khuếch đại âm thanh, mã là Tube T1 các bác này. Đấy, con này thì chỉnh được cả bát cả chép các bác nhé, và volume này. Mặt đằng sau thì vào và ra đều là hoa sen hết các bác nhé, và một cổng nguồn. Chính hãng của hàng FX Audio các bác nhé, Suga Audio em nhầm. Này, tiếp theo là hai cái bóng này, hai bóng treo máy. Thì các bác nhận hàng các bác kiểm tra cho em nhé. Đây, cái tem chính hãng này và một cái dây nguồn. Rồi sau tí em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng thế nào và sử dụng ra sao. Trần. Đơn giản bộ này chỉ là bộ khuếch đại âm thanh các bác nhé. Nó chức năng khuếch đại âm thanh thôi. Đấy. Đấy, và bây giờ em xin hướng dẫn các bác sử dụng luôn. Con này nghe bổ sung thêm con này nó rất sạch sẽ các bác nhé. Đấy, cái này thì em có hai phiên bản, màu trắng và màu đen này. Có hai phiên bản, màu trắng màu đen. Đấy. Bộ này thì ra bằng hoa sen thôi. Đây em đã để sẵn một cái bộ giải mã ở đây để test cho các bác xem. Đây em có sẵn một con X6. Đây là DAC X6 này. Đấy, con này chức năng giải mã các bác nhé. Còn con kia con này, cái con em vừa đập hộp ấy, và con này là con khuếch đại âm thanh. Thì hai con này chức năng khác nhau. Sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách phối hai con này với nhau để cho âm thanh nó hoàn thiện hơn. Đấy, bác nào mà đã dùng giải mã rồi thì chắc là biết cách kết nối rồi. Thì bây giờ con này nó khác biệt hơn một chút. Đấy, tí cổng out in này là vào các bác này, audio out này là âm thanh ra. Thì các bác chỉ cần cắm cái đường in này cho xuống âm ly, xuống âm ly các bác nhá. Thì để xuống cái âm ly như kiểu em để phía dưới kia. Đấy, giống ba con em đang được hướng dẫn em đang để kia. Thì cái con này cũng vậy, hai con này sẽ xuống hoa sen với nhau. Hãy cắm tiếp hai đầu hoa sen vào đây. Đấy, rất đơn giản thôi ạ. Đã bổ sung thêm các bác nhé, mà giá chỉ dưới 1 triệu thôi ạ, mà chúng ta cải thiện được âm thanh rất là tốt. Đấy, em đã đấu xong. Bây giờ em xin tiến gần hơn để em cho các bác xem cái con em đang nghe đây. Đấy. Con này thì em đang sử dụng con Epic Audio Suga Audio Q6. Đấy, con này chỉnh bát chép chỉnh đầy các bác nhá. Lên rất là nhiều.
nào thích nghe chép thì bổ sung nữa. Ngoài ra chúng ta chỉnh ở đây vẫn được các bác nhá. Em nói nhỏ tí em nói. Đây thì quang em sẽ vào đây. Đấy, đường này thì em xuống âm ly. À đường này, đường in này em sẽ xuống DAC. Và đường out này em sẽ xuống âm ly các bác nhá. Em xuống âm ly. Đấy, rất đơn giản ạ. Đấy, và em xin báo giá luôn nhá. Cái con Tube T1 này bên em đang bán là 850.000. Một bộ này các bác nhá, một chiếc Suka này này, Tube T1. Thế bác nào quan tâm để lại số điện thoại bên dưới cho em, hoặc liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để bên dưới nhá. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em.